Giải quay đây cười kim chi nào. Tạo dáng đi. Quá đẹp trai thằng này. Anh Kiều này quá đẹp trai. Chị nên lấy có à? Linh giao kiếm rồi, Linh mà đi con. Không giao kiếm đâu. Tại vì chị cho xin nhận tiền. Xin tiền con à? Dạ. Cái gì? Có mỏi chân à? Có mỏi chân không? Nóng. Con ngồi một lúc không động mà nó sẽ tự mát nhé. Long có cái gì quạt cho em được không? Để cầm những cái quạt cho em. Thế mới gọi là làm anh khó lắm. Thầy ơi, đeo kính vào đi không là nó gãy kính đấy. Đây là thiền viện Trúc Lâm nha. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 5 kỷ niệm ngày lễ quốc tế là lao động. Nhà Hoàng Hải đi thiền viện Trúc Lâm ở Cần Thơ nha. Nhỏ mắt cho xót thì nó mới khỏi được. Cái thuốc của anh Long thì là để dưỡng rồi, thuốc dưỡng rồi để bố lấy thuốc nhỏ.